mọi người biết bơi thì xem thế nhỉ? Kiểu chị có bạn viên cao 1m6, nặng 85 cân, đau lớp 11 ấy. Thì kiểu nó lúc nào tâm sự là em ghét đi học lắm. Kiểu bị bodysharing nhiều, nói chung là người ta cũng không có gì là đâu, mà bị ám ảnh quá, xong lúc nào tưởng tượng ra kiểu người ta nói mình ấy. Ok, thế nào? Thì người ta cũng kiểu đi qua là sự sáng thì sợ là lùi người ăn nặng thế này thế kia, béo thế này thì đi cũng sợ sập xa là thì có cái kiểu nhiều câu nặng đấy hơn nữa ấy. Ok, thế sao mọi người biết bơi thì xem như thế nhỉ? Kiểu body và ngoại hình nó là cái mà dễ nhìn thấy nhất, thì sẽ là cái mình tăng đặt lên bảng cân để so sánh đầu tiên. Nói chung là bây giờ thì con người ta cũng kiểu ngày càng hay sức rất nhiều, xong mạng xã hội cũng phát triển như là hai cái cơ bản đẹp, nhưng mà cũng chả biết là vô tình hay cố ý, nhưng mà những cái lời phán xét kiểu bình luận kia trên thì cũng là chúng ta chưa nghĩ là đánh cái lòng của tôi của ta.